Dự án này hiện tại đang có tiềm năng rất là lớn, có thể list vào sàn Binance. Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel của Crypto Adventure. Và mọi người thấy rằng thì hiện tại chúng ta đang sử dụng rất là nhiều các nền tảng mạng xã hội cũng như là chuyển thông tin dữ liệu ở trên các nền tảng của Internet thì đang gặp phải một cái vấn đề, có nghĩa là chúng ta sẽ bị hacker hoặc những thông tin nào đó sẽ bị rò rỉ những thông tin cá nhân của chúng ta, thậm chí những thông tin bảo mật hoặc là những thông tin mang về vấn đề gọi là nhạy cảm của một cá nhân, một con người, một tập thể đó. Thì đó là vấn đề, là lỗ hổng mà hiện tại các doanh nghiệp đang làm về mảng cơ sở dữ liệu chưa khắc phục được. Và ngày hôm nay ở video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một dự án mang tên là Siri Network, là một dự án làm về mảng khai thác dữ liệu cũng như là những tính bảo mật ở trong cơ sở dữ liệu. Và như thường lệ, mọi người cảm thấy video này hữu ích hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Crypto Adventure. Và chúng ta có thể là join với những kênh social của Crypto Adventure để dưới phần mô tả của video hoặc trong thông tin của kênh nhé, để liên tục cập nhật những thông tin, tin tức từ thị trường cryptocurrency. Tất cả nội dung trong video sẽ là mục đích cung cấp thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư tài chính. Và đây là website chính thức của dự án Siri Network. Ở video ngắn này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những đặc điểm nổi bật của dự án thôi nhé. Ok, thì Siri Network là nền tảng dữ liệu đám mây phi tập trung, hay còn gọi là Decentralized Data Cloud, viết tắt là DDC. Thì lần đầu tiên được tối ưu hóa để thích hợp vào sử dụng dữ liệu cũng như là được xây dựng ở trên các nền tảng của Polkadot. Trong đó cái DDC cho phép các bên liên quan có thể là sở hữu cũng như là quản lý cái tài sản dữ liệu. Đồng thời thì có thể làm cho nó trở lên nền tảng đầu tiên cho phép họ kiểm soát 100% sử dụng hoặc là triển khai dữ liệu của mình. Khi mà tham gia vào cái dự án Siri Network này thì các doanh nghiệp sẽ dễ dàng tích hợp các ứng dụng của họ ở trên nền tảng của Siri Network, các sức mạnh dữ liệu cũng như là thông tin cung cấp chi tiết và phân tích dự đoán có liên quan đến ngữ cảnh trong thời gian để thực hiện các cái giá trị của họ thông qua cái DDC này. Đặc biệt thì DDC có đặc điểm nổi bật đó là nó cái tính bảo mật của nó cực kỳ là cao nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một số đặc điểm nổi bật của dự án này. Thì hiện tại dự án này đã có một số đặc điểm nổi bật như là nền tảng khai thác đám mây dữ liệu phi tập trung, hay còn gọi viết tắt là DDC. Thì như mọi người biết rằng hiện tại đang có một bên cung cấp về cái mảng khai thác dữ liệu không gian cloud rất là hot, đó là Snowflake. Thì nền tảng DDC của Siri này có thể gọi là một Snowflake thế hệ thứ hai nhé. Nó sẽ thiết lập một nền tảng dữ liệu an toàn ở trên nền tảng cloud bằng cách là sử dụng mã hóa dữ liệu, nhận dạng blockchain để tích hợp và phân đoạn các cái dữ liệu của khách hàng. Bên cạnh đó thì cái Siri Network này sẽ còn mang đến cho một những cái đơn vị kinh doanh này cũng như là những đối tác có khả năng là truy cập trực tiếp những dữ liệu của mình trong thời gian thực nhé. Đặc biệt là DDC của Siri này thì đang nâng tầm về hệ sinh thái cơ sở dữ liệu cũng như là một cấp độ hoàn toàn về cái quyền riêng tư này, hay là tính tuân thủ này, khả năng tương tác và tính linh hoạt của nó nữa. Nó cho phép là các doanh nghiệp có thể khai thác tối đa cái sức mạnh tài sản quý giá của mình mà khách hàng mà hiện tại họ đang cần những cái thứ cần thiết ở trên cái nền tảng gọi là khai thác dữ liệu của DDC. Và cái đặc điểm nổi bật thứ hai của dự án này đó là tiên phong ở trong SaaS DeFi. Thì thông qua hợp đồng thông minh SaaS DeFi của Siri, tất cả các khoản phí hợp đồng B2B, B2C và các hóa đơn Siri Marketplace có thể dễ dàng được liên kết với lĩnh vực DeFi nhằm kết nối hiệu quả của hoạt động các doanh nghiệp với tài chính phi tập trung DeFi bằng cách kết nối các quỹ tiền và tài sản doanh nghiệp tích hợp ở trên nền tảng là Siri SaaS. Và đặc điểm nổi bật thứ ba đó là thị trường NFT. Nền tảng DDC của Siri với công nghệ là chia sẻ dữ liệu được mã hóa đa chiều có thể là mở ra rất là nhiều tiềm năng tuyệt vời cho việc là phân phối tài sản trở nên rất là an toàn, cũng như là những nơi có thể là cho những người hâm mộ về mảng NFT á, có thể là trải nghiệm đầy đủ những nội dung NFT được hỗ trợ. Ngoài ra nhá, thì Siri này sẽ cung cấp một giải pháp công nghệ tiên tiến đã được chứng minh bằng blockchain cho các nền tảng tiền điện tử và thế giới thực. Thị trường NFT thì sẽ được tích hợp hầu hết trực tiếp với các cái phương tiện truyền thông xã hội, cho phép áp dụng nhanh chóng các hợp đồng thông minh về NFT với các dự án mà tiêu chuẩn để phân bổ doanh thu cũng như là trực tiếp giữa các bên liên quan ở trong thế giới thực này. Và khả năng tương thích của Siri với doanh nghiệp đó là khả năng tương thích chuỗi chéo layer 1 của Siri với các mạng như là BC Smart Chain, Polkadot, Cosmos hay Ethereum. Các mạng này sẽ được đặt Siri vào vị trí độc nhất, có thể kết nối với các công ty doanh nghiệp lớn và các hệ sinh thái phi tập trung phát triển trong hệ sinh thái của nó. Vậy thì các trường hợp nào sẽ sử dụng Siri Network? Thì hiện tại thì sẽ có một số trường hợp như là dành cho doanh nghiệp du lịch này, thì Siri sẽ cung cấp các sản phẩm cá nhân hóa cho các cái đối tác bên thứ nhất và bên thứ ba để làm phong phú thêm cái trải nghiệm của người dùng hiện có. Về cái trường hợp thứ hai đó là media truyền thông, thì Siri Network này thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp truyền thông cải thiện khả năng giữ chân người dùng lâu dài và tương tác với các nội dung qua ứng dụng mô đun trò chơi hóa,
có thể làm phong phú thêm trải nghiệm người dùng bất kỳ ứng dụng nào trong web nào. Cái trường hợp sử dụng thứ ba đó là banking, là ngân hàng á, thì các thẻ tín dụng dựa vào các đặc quyền cũng như là khoản giảm giá các ngân hàng, các cái đối tác họ cung cấp để tăng mức độ sử dụng. Seri Network này sẽ mang đến một cấp độ mới mẻ về khả năng tương tác dữ liệu và khai thác trao đổi, cũng như là giá trị an toàn để tự động hóa tốt hơn các việc tích hợp như vậy giữa các ngân hàng và các đối tác khác nhau. Và trường hợp sử dụng cuối cùng đó là bán lẻ retail. Thì Seri Network này sẽ cung cấp một giải pháp bổ sung nhằm thúc đẩy chiến lược siêu cá nhân hóa của thương hiệu, cũng như là các giải pháp thanh toán và các cái khách hàng trung thành thông minh. Các thương hiệu này thì sẽ được cải thiện chuyển đổi trực tuyến trên các cửa hàng. Hiện tại thì dự án này đã có ở trên một số mặt báo lớn như là Coindex, Forbes hay là Yahoo Finance hoặc là Cointelegraph. Về backer của dự án thì chúng ta thấy rằng hiện tại đang có rất là nhiều những quỹ lớn đang đổ vốn cho dự án này, có thể kể đến như là Binance, cho nên là dự án này sẽ có tiềm năng rất là lớn, có thể list vào sàn Binance nhé, hoặc là Arington, XRP Capital hoặc là NGC, OKX, cũng như là Gate.io hay là GFS Venture là một quỹ của Việt Nam. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với team của dự án nhé. Như trên mình mới thấy á, thì team một dự án đang có ông Fred là co-founder cũng như là CEO của dự án này. Thì ông này đã có kinh nghiệm mà làm trong thung lũng Silicon từ năm 93, đồng sáng lập dự án là 20Seabird, là một trong những công ty trò chơi lớn. Tiếp theo thì sẽ có ông Kenji là co-founder của dự án. Thì ông này có một số đặc điểm nổi bật như là đối tác của AU21 Capital, là một quỹ đầu tư rất là lớn trong thị trường crypto đúng không? Và tiếp theo là ông Linh là CTO cũng như là co-founder của dự án. Thì ông này thì ông đang làm về cái mảng gọi là trưởng nhóm kỹ thuật của Thread cũng như là Amazon, dịch vụ tìm kiếm dữ liệu. Và chúng ta sẽ đến với đội cố vấn của dự án nhé. Đội cố vấn của dự án hiện tại như chúng ta thấy thì chúng ta có ông Brett Bao, thì ông là chủ tịch cố vấn của cái dự án này. Và bà Ramarathan thì bà này đã từng làm CEO của dự án đó là Salesforce trong hơn một thập kỷ. Ok, và mọi người có thể đọc thêm thông tin ở đây nhé. Tất cả những thông tin của Advisor cũng như là đội team dev thì nó sẽ có thông tin chi tiết ở trong phần linky ấy. Chúng ta có thể vào trong đó chúng ta tìm hiểu thêm thông tin về những cái con người này. Thì đọc sơ qua thì toàn là những người có rất là nhiều những kinh nghiệm trong những lĩnh vực hiện tại đang hỗ trợ về mảng cơ sở dữ liệu đúng không? Ngoài ra chúng ta có thể xem thông tin về job của cái dự án này. Thì hiện tại ở đây dự án này đang có là trên 65 thành viên đúng không? Trên 10 quốc gia và trên 5 vị trí khác nhau. Mọi người cũng có thể là join vào những kênh social của dự án như là trên Twitter. Thì hiện tại Twitter của dự án này cũng có trên 100k follow đấy nhá, trên 100 member follow đó. Dự án này hiện tại cũng đang được follow bởi rất là nhiều những dự án ở trong hệ sinh thái của Polkadot và sàn KuCoin nữa. Thì dự án này hiện tại đang cập nhật rất là nhiều roadmap trên nền tảng Twitter. Mọi người có thể vào trong này, mọi người cập nhật liên tục được nhá. Roadmap của nó cập nhật luôn trên Twitter cho mọi người xem này. Đó, ở đây này. Đó, cho mọi người có thể thấy này. Đó, rất là cụ thể, rất là chi tiết đúng không? Và chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng đó là phần tokenomics. Hiện tại cái đồng token đang sử dụng trong dự án là đồng Siri, thì đồng này đã list vào Coin Market Cap rồi, tổng cộng của nó là 10.000 tỷ token. Thông tin chi tiết về phân bổ token mọi người sẽ xem ở trong phần white paper của dự án nhé. Tại thời điểm mình làm video này thì giá của đồng Siri đang là 0,095 đô la, vốn hóa thị trường của đồng coin này hiện tại đang là 66 triệu đô. Nói chung là cũng muốn làm một dạng low cap thôi. Ngoài ra mọi người có thể xem thêm cái thông tin về thị trường hiện tại đang cung cấp cái đồng coin này. Thì gồm có một số sàn, cũng có một số sàn lớn rồi nhá, là KuCoin này, Huobi này, sàn Gate.io này, sàn MEXC. Đó, dưới này chúng ta có thể là mua những đồng coin này trên những sàn này. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của đồng coin này cũng trên 7 triệu đô, là một con số cũng khá là ok, không phải là con số nhỏ đâu nhá. Series này thì đã IDO thành công ở trên nền tảng Polkadot vào ngày 8 tháng 11 năm 2021 vừa qua. Và mọi người có thể xem thông tin về ICO của dự án này cách đây khoảng tầm 8 tháng trước đúng không? Dự án này đã ICO thành công với giá là 0,035 đô la. Có nghĩa là tại thời điểm hiện tại thì nó mới đâu đó khoảng tầm gần x3 thôi, gần x3 so với giá ICO thôi. Tuy nhiên thì như ban đầu mình nói đó, tất cả nội dung trong video sẽ là mục đích cung cấp thông tin về một dự án tiềm năng chứ không phải là một lời khuyên đầu tư tài chính nhé. Và ok, qua video này mình đã giới thiệu cho mọi người về một dự án đó là CD Network, làm về mảng cơ sở dữ liệu hạ tầng đúng không? Và mọi người cảm thấy video này hữu ích thì để lại một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Crypto Adventure. Có gì không hiểu chúng ta hãy comment dưới phần bình luận của video nhé. Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở những video sau.